Ok, chào các bạn nha. Bây giờ mình đã tới San Diego rồi, ngay chỗ mà để biểu tình với San Diego các bạn. Thì đi hồi 11 giờ, bây giờ tới 1 giờ là tới đây ha. Bây giờ là bắt đầu để mình đi tới ngay chỗ những chỗ đó nha các bạn. Ngay chỗ mà biểu tình để ủng hộ Tổng thống Trump. Đây là mấy cái xe mình đang quay là mấy xe từ dưới mình chạy lên á, còn đậu ở ngoài bãi đậu xe nữa. Ok, đây là những người ở dưới San Diego nè các bạn, với người của mình từ ở Phước Lộc Thọ đó lên đây nha các bạn. Để mình đi một vòng ra ngoài đường nha các bạn. Để mình wheel cho các bạn ơi, cái ngay chỗ đường này là đường Camrose and Maria Mesa. Okay, cái đó là phía bên kia đường ha các bạn ha. Ok, để mình đi tiến dần tới vô ngay chỗ những người biểu tình nha các bạn. Đây là những người ở từ ở dưới Phước Lộc Thọ lên các bạn. Đó, bắt đầu là những người đi qua đường đó các bạn ha. Đây là anh Quang cũng đi cùng với mình. Anh like được, mình không có like được, mình không biết sao mình không có like được. Để về mình coi lại. Phía bên kia đường nha các bạn. Okay, để mình đi xuống dưới này. We'll be right back.
Bạn ơi, ngay chỗ đây là ngay chỗ cái góc đường mà từ hồi nãy mình đi tuốt bên kia mình đi ngược lại á, thì nó dài xuống dưới phía bên kia nha các bạn. Cái này là mình đang quay ở San Diego của California ha. Thì mình từ vùng Cam xuống Orange County, còn Orange County Phước ở Phước Lộc Thọ đó các bạn. Thì sofa ngay chỗ đây nè các bạn, ngay góc đường này là đông nhất luôn á, ngay chỗ đây là đông nhất luôn ha. Đây và xuống dưới kia là đông lắm luôn á các bạn. Để đèn xanh đèn đỏ mình đi qua phía bên kia nha các bạn. Canh cho người ta đi. Mình đi thẳng ba hướng phía bên kia. Bây giờ mình
quay phía bên đó trước đi. Các bạn ơi, mình đang đứng chờ cái đèn, có cái đèn để mình đi qua phía bên kia đường nha các bạn. Các bạn đi cùng mình nha. San Diego nha các bạn. San Diego của California. Ok, bây giờ mình đi qua đường nè các bạn ơi. We feel the need.
Các bạn ơi, giờ mình đang đứng cái góc đối diện của bên ngay chỗ những người mà đứng đông ha. Đây là mấy cái góc này ha, còn góc này là đông nhất luôn nè các bạn. Đây, cái góc này là đông nhất luôn, dài xuống tới ngay chỗ gần dưới cái chợ Von ở dưới nha. Mà cái phone mình nó chỉ xa thâu gần được cỡ bao nhiêu đây thôi các bạn. Ngay chỗ gốc đó, đó là đông nhất luôn á nha các bạn, đó ngay gốc đó đó. Sắc tộc ở đây hết ha các bạn ha.
các bạn ơi, cái video nó đã dài quá rồi, bây giờ mình xin tạm dừng cái này ở đây nha. Rồi có gì mình sẽ làm cái video tiếp, chứ video nó đã dài quá rồi. Chia ra từng phần nha các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Có gì coi thì các bạn cứ coi tiếp thôi.